Đó, hôm nay buổi học đầu tiên đó thì Việt đang dạy cho em cái cách thức để phác thảo cái hình vẽ lên vải hoặc là áo dài nha. Em kiểm tra là hết cho mình ha. Kiểm tra là hết những cái chi tiết. Đó. Đúng rồi. Kiểm tra là hết đi. Rõ ràng là mình sẽ vẽ hình này cũng to ha, tại vì cái này là mình giống như vẽ thực tế một cái áo dài. Áo dài rất là của mình rất là dài đúng không? Thì cái hình mình phải phù hợp. Cái này mình vẽ từ cái phần ở dưới lên tới cái phần trên gần tới eo đó. Ha, nó rất là cao đúng không? Đó, tính là nhìn là biết nó cao rồi. Đó. Rồi đúng rồi, coi cái cuốn, đúng rồi. Cái phần cuốn á em biết không, cái phần mà tiếp giáp giữa cái cuốn và cái đáy này nè, nó phải bè bè ra tí xíu hiểu không, nó mới có sự mềm mại ha. Đúng đó, hình phễu đó nè, nó bè bè cái phần tiếp giáp đó ha, chứ còn mình dễ nó bị cứng quá thì nó cái đâm ra nó giả lắm, nó không có thật ha. Nè em coi cái cuốn này, em cho nó tiếp xuống luôn nè. Ví dụ đây, cái hướng này, cái hướng cuốn sen nè, nó đang cong xuống như nè đó, thậm chí em nhìn như hình mẫu nó đang cong như nè, thì em phải nối tiếp xuống nè, em rà nối tiếp ngay luôn, nối xuống dưới tới ấy luôn nha. Em rà xuống luôn. Nếu như là em cứ rà làm sao nó nó nối tiếp vậy đó. Đó thấy vậy, cái bước này nó cũng quan trọng lắm. Mình phác thảo cho đàng hoàng đi rồi mình vẽ ha. Bữa nay là Việt đang dạy em buổi tối cho nên là không gian ánh sáng rồi nó cũng hơi bị không đủ. Rồi, ok, nó sẽ nó dạt xuống dưới tới cái phần tà dưới của áo dài luôn ha. Rồi. Rồi ổn rồi đó nha, ổn rồi đó. Rồi mình kiểm tra coi cái phần đây là cái phần gì đây nè, ví dụ đi. À, ở đây em còn Đây là thiếu có cái nè. gì? À, đây đây thiếu đây, thì sẽ chỉnh lại chỗ này Có đây gì? nè. Đây đúng rồi, cái gì đã trong rồi, nhưng mà đây là cái cánh nó nè, cái cánh của đây nè, nhìn vô hình mẫu nè đúng không, đây nó phải như thế nè. Đó, rồi cái phần nhị thì nó đi vòng vòng trong đây đúng không, mình cũng phải định hình trước chứ, định hình cái không gian cái nhị nó nằm như thế nào để khi mình diễn tả cái gì thì nó phải cho đúng đúng không, thấy chưa, mình chỉ chấm chấm thôi, chỉ biết không gian nó sẽ đi trong không gian đó nha. Rồi ok, rồi tất cả đều tốt rồi đấy. Đây nè, kiểm tra lại này nè. Rồi ok, rồi xong, ta bắt đầu căng khung và vẽ nha.